hôm nay là ngày đầu tiên mà Tùng được cầm chiếc lightstick này để xem nó sẽ sử dụng như thế nào nhé. Thực sự là Tùng vẫn chưa biết là bật tắt ở đâu, mở ở đâu cả. Đây nó sẽ là cảm hứng cho. Không lên. Mày đang làm cái gì? Đây là chiếc lightstick và sơn tổng MTP. Cảm nghĩ chắc chắn là cảm thấy tự hào rồi. Vì là người nghệ sĩ đầu tiên có lightstick. Khi mà cầm cái này trên tay thì mình cảm thấy vô cùng phấn khích. Và mình đã nghĩ ngay trong đầu mình đến live show MTP Ambition, chuyến bay đầu tiên, live show đầu tiên trong cuộc đời của Tùng. Để nghĩ đến đêm đó tất cả mọi người cùng dơ lightstick này lên, cua sang trái sang phải. Wow, sẽ là một bữa tiệc âm nhạc vô cùng cảm xúc và màu sắc. Tôi hy vọng rằng là hôm đó mọi người sẽ đến và cầm theo chiếc lightstick này và hát cùng tôi nhé.